sáng ngày 9 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 4 tháng 9 năm Tân Sửu, Chư Tăng Chùa Thiền Tông 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm cử hành lễ quý kỷ lần thứ 2. Đại Lão Hòa Thượng Thích Tắc An, nguyên thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh còn diễn biến phức tạp, nên lễ quý kỷ lần 2, Đại Lão Hòa Thượng Thích Tắc An được Chư Tăng tổ chức nội bộ trong Tăng Ni Tông Phong. Chư Tôn Đức Chùa Thiền Tông 2 đã mở đầu lễ tưởng niệm với khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện và cung tiến giác linh Đại Lão Hòa Thượng tại tổ đường. Đại Lão Hòa Thượng Thích Tắc An, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện chủ Chùa Thiền Tông 2, Quý Tắc An, hiệu Lãng Thiện, đời thứ 23, dòng thiền Thiên Thai Giáo Quán Tông. Từ năm 4 tuổi, Ngài đã theo mẹ lên chùa lễ Phật. Năm lên 7 tuổi, Tổ Thiền Tôn dạy Ngài nên đến chùa học đạo đi tu. Ngày 8 tháng 2 năm 1933, Hòa Thượng xuống tóc quy y vào chùa học đạo, Tổ Thiền Tôn ban cho Ngài pháp danh là Tắc An. Năm 1938, Tổ Liễu Thiền khai Đại Giới Đàn tại chùa Tôn Thạnh, Cần Duộc. Hòa Thượng Bổn Sư cho Ngài đăng đàn thọ giới Sa Di. Từ năm 1946 đến năm 1950, Ngài được Hòa Thượng Bổn Sư cho theo học tại Phật học đường Liên Hải tại Phú Lâm do Hòa Thượng Tý Tịnh làm hiệu trưởng. Năm 1946, Ngài đăng đàn thọ Tỳ Kheo Bồ Tát Giới tại Đại Giới Đàn chùa Tôn Thạnh do Tổ Liễu Thiền làm đàn đầu thí giới. Năm 1953, Ngài theo học tại Phật học đường Nam Việt chùa Ấn Quang do Hòa Thượng Thiện Hòa làm hiệu trưởng. Đến năm 1955 thì mãn khóa. Về lại chùa xưa, trong cảnh giặc giã, Tổ Thiền Tôn về lánh nạn ở Cần Duộc. Ngài cùng Hòa Thượng Tắc Phước, duyên lành được tín chủ Lâm Thị Nữa ở Thạnh Mỹ Lợi cúng đất cất chùa, và từ đó một ngôi chùa khang trang được dựng lên, cũng lấy tên chùa xưa Thiền Tôn Tự. Năm 1958, Hòa Thượng trở lại chùa Thiền Tôn xưa, dựng lại chùa hầu báo đáp công ơn Tổ Đức. Năm 1972, chùa cũ được trùng tu thêm nét huy hoàng của Phạm Vũ Thiền Gia. Năm 2002, Đại Xiển Tông Phong đại trùng tu Thiền Tôn Tự, chú tạo kim thân Phật Đà bằng đồng từ Phúc Kiến Trung Hoa, đúc chuông tạo Di Đà Như Lai bằng Hán Bạch Ngọc, xây dựng tăng đường tháp Lưu Ly. Hòa Thượng thanh tu trang nghiêm giới đức, là bậc học rộng hiểu nhiều trong chốn Tòng Lâm. Vì lẽ đó, Ngài được kính trọng, nhiều việc trọng đại của tăng già đều thỉnh Ngài chứng minh. Năm 1977, Hòa Thượng được cung thỉnh làm giới sư tại Đại Giới Đàn Khánh An, Long Xuyên. Năm 1999, được cung thỉnh làm tuyên luật sư tại Đại Giới Đàn Liễu Thiền, Cần Duộc. Năm 1977, được cung thỉnh làm giới sư tại Đại Giới Đàn Huệ Lưu, chùa Phổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh, và là Hòa Thượng chứng minh cho nhiều trường hạ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, Hòa Thượng được cung thỉnh làm giới sư tại Đại Giới Đàn Viên Ngộ, chùa Kim Cang, Long An, và được cung thỉnh làm chứng minh cho nhiều giới đàn ở Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Đại Lão Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2017, nhằm ngày 4 tháng 9 năm Đinh Dậu, tại chùa Thiền Tôn 2, trụ thế 91 năm, 71 Hạ Lạp.